Cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái dòng trầm nét to hoa thơm nha cô chú, hoa của đài. Và cây này là cây đã đứng ngọn à, rất là đẹp nha cô chú, trầm nét to à. Một cái mặt hoa mà nói chung là nhìn ở ngoài đó, nhìn rất là đã cô chú. Hoa của nó cánh là cánh bầu, hoa rất là thơm luôn á, cực kỳ thơm. Và nó có một cái lưỡi rất là đẹp nha cô chú à. Chầm nét to à, hoa rất là đẹp cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Hoa Lan Quang Minh nằm ở phường 4, Tiên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và nếu mà mình mua cái giò này thì mình về mình ghép á, mình mua khoảng chừng 2-3 chậu thôi, mình về mình ghép thành một chậu bự thì Tết sẽ cho hoa rất là nhiều nha cô chú. Tại vì cây bên con là cây đã bắt đầu đứng ngọn rồi, đứng ngọn hết rồi nên cây rất là đẹp. Và chuẩn bị là Tết sẽ cho hoa liền cô chú. Mình về là mình chỉ cần mình kích cho nó một liều cây duy thôi, cho nó lên hoa thôi là cây sẽ bắt đầu cho hoa liền. Và sau đây con sẽ giới thiệu của chú mình cái hình cây của nó. Và do cái mặt hoa này bên đài gửi về nên hoa nó không được sắc sảo được đẹp nha cô chú. Hoa ngoài rất là to luôn á, chậm nét to. Và sau đây con sẽ giới thiệu của chú mình cái hình cây của chậm nét to. Và đây là hình cây của chậu chậm nét to mã số 1 nha cô chú. Nó chậu này nó đang lên mầm nè, này đang lên mầm, một thân nhỏ đứng ngọn rồi và một thân lớn cũng đã đứng ngọn và bắt đầu là nó sẽ bắt đầu Tết cho hoa nha cô chú. Cái này bây giờ mình về cô chú mình cắt nước đó, để xong sẽ mình sẽ kịch một xịt một cái liều kích hoa vô. Cây rất là khỏe nha cô chú. Mã số của giò này là mã số 1 và giá tiền của nó là 250.000 nha cô chú, đồng giá. Một cái mặt hoa trầm rất là đẹp và thân thủ của nó nhìn rất là đã luôn nha cô chú. Nhìn cái thân thủ thì mình thấy rất là đã. Cây bên con đều đứng ngọn hết rồi. Và kích thước cây đang dài tầm khoảng cỡ 45 cm nha cô chú. Mã số là mã số 1. Đây là chậm nét to. Mã số là mã số 1 và giá tiền của giò này là 250.000 cho mã số 1 của chú, chậm nét to. Cô chú, nó thân già này chưa hoa nè. Và mã số là mã số 2. Cô chú nhìn cái giò này bản lá rất là đẹp nha cô chú. Thân đã đứng ngọn rồi, chuẩn bị bắt đầu là cho hoa vào ngay mùa xuân luôn. Đây là chậm nét to, một cái mặt hoa này nó cũng rất là mới nha cô chú. Mặt hoa to, hoa đậm và hoa của nó cực kỳ to. Và kích thước cây của nó đang dài tầm khoảng cỡ 50 cm. Và cái giò này bây giờ mình về mình cắt nước nó, mình bớt cái nước lại. Mình về mình sẽ thay chậu ra và mình sẽ cắt nước nó để cho nó sẽ tuột lá, rồi mình sẽ bắt đầu mình kích hoa ngay Tết nha cô chú. Chầm nét to, mã số là mã số 2 và giá tiền của nó là 250.000 đồng giá. 250.000 một thân nha cô chú. Đây là chầm nét to, mã số là mã số 2. Và đây là kích thước cây của chậu chầm nét to mã số tiếp theo, đó là mã số 3 nha cô chú. Và cây này thì đã đứng ngọn rồi và nó đang dài được tầm khoảng cỡ 45 cm. Đây là chầm nét to và mã số của chậu này là mã số 3, chầm nét to. Giá tiền của nó là 250.000 cho mã số 3, chầm nét to của chú. Tiếp tục đây là giò chầm nét to mã số tiếp theo, đó là mã số 4. Chậu này thì nó có một thân lớn đã đứng ngọn rồi. Và kích thước cây của cái giò này thì nó đang tầm ở khoảng 51-52 cm. Chậu này là chầm nét to, mã số là mã số 4. Cây đã đứng ngọn rất là đẹp nha cô chú. Mã số là mã số 4, đây là chầm nét to. Và giá tiền của chậu này là 250.000 đồng giá. Cây bên con đều đã đứng ngọn rất là khỏe nha cô chú. Cái này mình về mình cắt nước, mình sẽ bắt đầu kích hoa ngay Tết luôn. Mã số là mã số 4, giá là 250.000. Thân thủ cực kỳ đẹp nha cô chú. Bản lá rất là to, lá dày. Thân ở đứng ngọn, nó bắt đầu nù thân ra nè. Mã số của chậu này là mã số 4 và giá tiền của nó là 250.000. Đây là chậm nét to, một cái dòng chậm của đài nha cô chú. Và tiếp tục đây là mã số tiếp theo, đây là mã số 5. Và kích thước cây của chậu này thì nó đang dài được tầm khoảng 43-44 cm. Chậm nét to hàng của đài. Mã số của chậu này là mã số 5. Cây đang đứng ngọn nha cô chú, rất là khỏe luôn á. Mã số là mã số 5. Nó đang có một cái thân thân giả gốc nè, đã đứng ngọn rồi. Rất là khỏe, chậm nét to, mã số là mã số 5. Và giá tiền của chậu này là 250.000. Tục mã số tiếp theo đó là mã số 6 nha cô chú. Chậu này vừa đang có mầm nè, vừa có thân già và vừa có một cái thân lớn đã đứng ngọn nè cô chú. Và giá của chậu này là 250.000. Mã số là mã số 6. Đây là chậm nét to nha cô chú, nét to 2 đó. Mã số là mã số 6, giá tiền là 250.000. Cây bên con rất là mướt nha cô chú, đẹp không tì vết luôn á. Rất là đẹp. Và cái giò này thì nó có cái cánh bầu rất là đẹp cô chú. Và cái lưỡi của nó
Nhìn cái lưỡi của nó mình thấy rất là thích, và hoa của nó là cực kỳ thơm, đang dài tầm khoảng 50 nè. Mã số của giờ này là mã số 6. Đây là chậm nét to hàng của Đài nha cô chú, thân thủ rất là đẹp. Mã số 6, 250. Và đây là chậu mã số tiếp theo, đó là chậu mã số 7. Chậu này thì nó đang có một cái thân già. Đó, và thân già này đã lên kỳ nè cô chú, lên kỳ xong rồi nó sẽ cho nó cho mầm lên ngay chỗ kỳ đó luôn rồi nè. Đó. Rất là đẹp. Thân đã đứng ngọn nhưng bắt đầu nó nù thân ra rồi. Chuẩn bị là nó sẽ bắt đầu tuột lá và mình sẽ kích hoa nó. Mình lấy cây gì á cô chú, mình cắt nước khoảng 2-3 ngày, mình sẽ xịt cho nó xong rồi mình khoảng chừng vài tiếng sau mình sẽ xả nước lại cho nó. Và mình sẽ treo nó chỗ nào có nắng nhiều, mình ít tưới nước lại thì nó sẽ bắt đầu cho hoa. Còn mình mà tưới nước nhiều quá thì nó sẽ cho kỳ nha cô chú. 250.000, mã số của giờ này là mã số 7. Tiếp tục đây là giò chậm nét to mã số tiếp theo, đó là mã số 8. Này, đang có mầm nha cô chú. Chậm nét to mã số tiếp theo, đó là mã số 8. Và chậu này thân đã đứng ngọn rồi. Đó. Thân đã đứng ngọn nha cô chú. Chậm nét to mã số tiếp theo. Đây là mã số 8. Kích thước cây đang dài tầm khoảng 53cm nha cô chú. Mã số là mã số 8. Thân đã đứng ngọn rồi, thân thủ rất là đẹp luôn. Mã số 8. Và giá tiền của nó là 250.000 cho mã số 8. Tiếp tục đây là giò chậm nét to mã số 9 nha cô chú. Chậu này có một thân lớn đã đứng ngọn và nó đang dài được tầm khoảng cỡ 50cm nè. Chậm nét to. Mã số của giò này mã số 9. Mã số là mã số 9 nha cô chú. Chậm nét to mã số 9 và giá tiền của nó là 250 đồng giá mã số 9. Đây là giò nét to mã số 10 nha cô chú. Và tất cả cây bên con đều khoảng có một thân thôi, không có nhiều thân. Và kích thước là đang dài tầm khoảng 50cm. Nói chung là đa số là khoảng 50cm đó cô chú. Thân là có một số thân bắt đầu nó vàng lá, chuẩn bị là nó sẽ tuột lá rồi. Giá của nó là 250.000. Và cái này cô chú mình mua chừng 2-3 chậu về á, mình sẽ ghép thành một chậu bự á, thì khi ra hoa sẽ rất là nhiều hoa. Cái dòng này thì mỗi cái mắt sẽ cho từ khoảng 2-3 hoa trở lên nha cô chú. Rất là sai hoa luôn á, cho rất là nhiều hoa. Mã số là mã số 10 nha cô chú. Giá là 250.000 mã số 10. Đây là mã số tiếp theo nha cô chú. Chậu này là mã số 11 nè. Và giá tiền của nó cũng là 250.000 luôn. Thân đã đứng ngọn rất là khỏe nha cô chú. Mã số của chậu này là mã số 11. Và giá tiền của nó là 250.000 một thân. Đã đứng ngọn rồi, chuẩn bị là sẽ bắt đầu tết cho hoa ngay tết nha cô chú. Mã số 11 giá là 250. Và tiếp tục chậu tiếp theo đó là chậu mã số 12. Và giá tiền của chậu này cũng là 250 luôn. Nói chung là cây bên con đều đã đứng ngọn hết rồi nha cô chú. Mình về chứ việc là mình thay chậu thôi. Và mình sẽ cắt nước trong một khoảng chừng 1-2 ngày nữa mình sẽ bắt đầu mình vô phân kích hoa. Và nó đang dài tầm khoảng 50cm, tại vì cũng gần tết rồi. Bây giờ hiện tại mình kích hoa đã được rồi nha cô chú. Mã số là mã số 12 và giá tiền là 250.000. Tất cả đều đồng giá nha cô chú. Cây nó cũng ngang ngửa nhau thôi, khoảng tầm 50cm. Đây là chậu chậm nét to mã số tiếp theo, đó là mã số 13 đó. Và chậu này thì kích thước cây của nó đang dài tầm khoảng gần 50cm nha cô chú. Đã đứng ngọn rồi, bắt đầu một số lá bắt đầu tuột lá rồi nè. Mã số của giò này là mã số 13 nha cô chú. Và giá tiền của nó là 250.000 mã số 13. Đây là chậm nét to. Và đây là giò chậm nét to mã số tiếp theo, đó là chậu mã số 14. Và chậu này đang có một thân nha cô chú. Và nè cô chú nhìn cái thân già đang lên kỳ rất là nhiều nè cô chú. Mã số của giò này là mã số 14 và giá tiền của nó là 250. Kích thước cây là đang dài tầm khoảng 51-52cm. Và giá tiền của nó là 250.000 nha cô chú. Chậm nét to mã số là mã số 14. Và đây là mã số 15, đang có một mầm và một thân lớn đã đứng ngọn nha cô chú. Và cái thân này thì kích thước cây của nó là đang dài tầm khoảng cỡ gần 50. Đây là chậm nét to đó. Chậm nét to nha cô chú. Mã số là mã số 15. Giá tiền là 250.000. Một mầm và một thân lớn đã đứng ngọn. Mã số 15 đây là mã cuối cùng nha cô chú, 250. Chú nhìn nè, thân thủ bên con là cây rất là đẹp nha cô chú. Đồng giá là 250.000 một giò. Và số điện thoại bên cửa hàng Hoa Lan Quang Minh 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Quang Minh xin chào cô chú.